Hi, xin chào mừng bạn quay lại với một video mới từ mình. Và như đã nói trong cái bài post trước á, thì mình sẽ làm một cái series về kiếm tiền với YouTube bằng hình thức tiếp thị liên kết của một cái trang là CPO. Thì bây giờ mình sẽ nói về CPO trước. CPO là một hình thức tiếp thị liên kết mà họ chi trả cái hoa hồng dựa trên hình thức là khách hàng chỉ cần order. Tức là khách hàng chỉ cần order thôi, còn cái việc mà họ mua hay không mua thì mình vẫn được hoa hồng nha. Đấy, đó là hình thức mà CPO là như vậy. Bởi vì tại sao mà họ, nhà cung cấp dịch vụ họ lại chấp nhận cái hình thức CPO? Bởi vì thứ nhất là họ sẽ chấp nhận được rủi ro về cái đơn hàng đó. Nhưng mà cái thứ hai, ví dụ như cùng một cái đơn hàng nhưng mà họ chốt được 2 đơn hoặc là 3 đơn thì họ vẫn trả cho chúng ta là bao nhiêu cái phần tiền đó thôi. Đấy, thì họ mới tính ra cái phần rủi ro. Nhưng mà bù lại thì hình thức CPO á, thì nó có hoa hồng rất là cao, thường thì khoảng từ 30 cho tới là 50%. Đấy, và trong video clip này á, thì mình sẽ nói sơ về cái định hướng về hình thức kiếm tiền với YouTube bằng hình thức tiếp thị liên kết của CPO. Và bạn cần phải chuẩn bị một số cái để cho những cái clip tiếp theo á, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Thì đầu tiên á, bạn cần có, thứ nhất ở đây ha, để mình ghi cho rõ ha. Đây. Thì thứ nhất á, là bạn cần có một cái tài khoản YouTube. Thứ hai là bạn cần có một cái trang web. Và thứ ba là một cái trang fanpage hoặc là một cái group. Đấy, tức là mình làm trên Facebook. Ngoài ra bạn vẫn có thể là làm trên group vân vân. Thì đó là cái cách mà mình đi backlink thôi. Nhưng mà cái chủ yếu cần có, thứ nhất là bạn cần có một cái kênh YouTube. Để mình ghi ha. Đây, có là một đây cho nó to hơn xíu. Đây. Thứ nhất là đây là kiếm tiền. Để mình bật cái Unicay lên. Cần chuẩn bị trước ha, chuẩn bị trước một số cái. Đây là hình thức là kiếm tiền YouTube với tiếp thị liên kết, hình thức của CPO. Vậy đầu tiên mình sẽ nói về hình thức chi trả CPO thứ nhất ha. Đó là cái hoa hồng nè. Về ưu điểm nè ha, mình nói về ưu điểm trước để cho bạn biết ha, ưu điểm nè. Đó. Thứ nhất là hoa hồng cao ha, từ 30 cho tới là 50% hoặc là có thể cao hơn. Đó, trên một đơn hàng. Đó, ví dụ như là họ quy định một cái đơn hàng đó là bao nhiêu không cần biết, thì bạn sẽ nhận được, ví dụ như một cái đơn hàng bạn sẽ order sẽ nhận được, ví dụ như thấp nhất là đâu đó khoảng chừng 200.000. Đấy, hoặc là có thể là 300-400 gì đó ha. Đấy, cho 400 đi. Đó, hoa hồng rất là cao trên một đơn hàng. Thứ hai á, là cái hình thức là chi trả hoa hồng thường là rất là ngắn, khoảng là 1 tuần một lần ha. 1 tuần trên lần. 1 tháng bạn có thể nhận được hoa hồng 4 lần. Đấy, đó là một số cái ưu điểm. Thứ ba, để coi, thứ ba là những cái sản phẩm này đa số là những sản phẩm về sức khỏe đó, hoặc là sinh lý đó. Rồi về tâm linh nè ha, đa số là những cái sản phẩm về những cái này đó. Đó, cho nên thì những cái sản phẩm này nó rất là nhiều người quan tâm, ví dụ như về sức khỏe nè, về tăng cân nè, giảm cân nè, hoặc là một số cái hỗ trợ về sinh lý vân vân, hoặc là những cái tâm linh như là về vòng tay phong thủy hoặc là những sản phẩm phong thủy. Đấy, thì ngoài ra thì bạn còn được là hỗ trợ về công cụ nè. Đó, công cụ để chạy quảng cáo. Đó, cái này thì mình không nói sâu về chạy quảng cáo ha, mình nói về free traffic, tức là cái mình làm không cần chạy quảng cáo. Đó, thì không cần chạy quảng cáo thì bù lại là nó cực hơn. Nó cực hơn mà hình thức là chạy quảng cáo, nhưng mà bù lại là mình không có tốn tiền ở đây nhiều. Ha, về nhược điểm nè. Đó, nhược điểm ha, mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm để cho bạn dễ lựa chọn hơn. Đó, chứ mình không có nói nó quá ưu điểm để sau này bạn làm rồi bạn thấy một số cái rồi bạn lại bảo là mình tân bốc về những cái ngành này vân vân ha. Mình sẽ nói về nhược điểm luôn. Thứ nhất á, về nhược điểm á, là bạn chỉ bán hàng được trên một đơn hàng ha. Thứ nhất là bán trên một đơn hàng đó, ví dụ một đơn hàng đó mà bên nhà cung cấp họ chốt được 3 đơn hoặc là 2 đơn gì đó, thì bạn vẫn nhận được là một cái số tiền nhất định thôi, ví dụ như là 300.000 cho một đơn hàng đó. Nhưng mà bù lại á, thì ví dụ như họ chốt được một đơn hàng thì bạn vẫn được là 200.000 hoặc là 300.000 đấy. Và ngoài ra thì họ còn phải chịu thêm về cái rủi ro, ví dụ như khách hàng chỉ order và khách hàng không nhận hàng khi mà giao hàng rồi, khách hàng không nhận hàng, hoặc là khi mà giao hàng rồi khách hàng suy nghĩ lại và họ không mua hàng á, thì như vậy họ, nhà cung cấp họ bị thiệt nhưng mà họ vẫn trả tiền trên cái số đơn hàng đó đấy. Rồi ở đây mình nói thêm về một xíu về cái này nữa nè ha, về cái thời gian duyệt nè, thời gian duyệt ha, thời gian duyệt đơn, thời gian duyệt đơn thường thường là tầm 1 cho tới 3 ngày thôi đó, hoặc là có thể lên là nó duyệt ngay luôn đó. Thời gian duyệt đơn rất là nhanh đó, cho nên thì bạn, ví dụ như bạn làm thì bạn thấy là nó duyệt như thế nào luôn, để mình cân đo đong đếm về cách mình làm đấy. Rồi về nhược điểm của nó là bán hàng trên một cái đơn hàng đó, một đơn hàng thì ví dụ như họ chốt được 2 sản phẩm hoặc là 3 sản phẩm thì bạn vẫn được nhận cái số tiền tương đương như vậy thôi. Rồi thứ hai là cái sản phẩm, sản phẩm thì đa số về sức khỏe nè, đây cũng là một cái nhược điểm là sức khỏe nè, hoặc là sinh lý nè đó, hoặc là về tâm linh nè đó. Thì cái này thì một số người họ không có thích chạy về cái này, họ sợ ảnh hưởng đến uy tín về vân vân rất là nhiều ha, thì họ không có thích về cái này. Thì cái này thì do cái suy nghĩ của từng người thôi, ví dụ như người đó cảm thấy phù hợp thì người đó chạy, còn không phù hợp thì thôi ha. Cái này thì nó ảnh hưởng đến về suy nghĩ của từng người thôi, họ muốn chạy, họ cảm thấy sức khỏe, nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng và họ không biết là sản phẩm này như nào và họ không có dám chạy vân vân, thì họ không có làm cái này. Và về tâm linh cũng vậy ha, nên một số người thì họ thấy là về tâm linh cái gì mà không có phù hợp với họ đó thì họ không có làm, thì cái này về suy nghĩ thôi. Rồi thì sản phẩm nè, cái nhược điểm thứ ba là sản phẩm nó thường là hay hết hàng ha, hay hết hàng đột ngột đó, hay hết hàng đột ngột, ví dụ như chốt nhiều quá hết hàng, không đủ hàng để bán, hoặc là ngưng đột ngột ha, ngưng đột ngột. Ví dụ như bạn chạy đang ngon, con đó nó đang bán được nhiều nhưng mà tự nhiên cái nhà cung cấp dịch vụ họ ngưng, họ không có bán nữa, hoặc là vì một cái lý do gì đó mà họ ngưng đó, thì bạn phải chấp nhận đó. Đó là cái nhược điểm thứ ba. Rồi về nhược điểm thứ tư á, sản phẩm hết hàng, ngưng đột ngột, để mình coi còn cái nhược điểm gì nữa không ta. Thì nhìn chung là nó khoảng chừng như vậy đó, thì bạn có thể so sánh lại về ưu điểm nè, nhược điểm như nào để bạn đưa ra quyết định là bạn có chạy những cái sản phẩm về CPO như này không đấy. Rồi quên, về nhược điểm thứ tư á, là đa số là những cái sản phẩm ha, sản phẩm là nó thường là nó không có nổi tiếng đó, không có nổi tiếng, cho nên thì mình cũng hơi khó để phân phối vân vân. Thì cái này thì nó cũng ảnh hưởng về ví dụ như tâm lý thôi. Mình thấy nó không có nổi tiếng nhiều thì coi như mình tâm lý là mình bán không được vân vân. Rồi đó là một số ưu điểm và nhược điểm về cái hình thức phân phối CPO này, để cho bạn nhớ, và ví dụ như là bạn cảm thấy là cái ngành này phù hợp thì bạn làm, còn không phù hợp thì bạn hãy làm hình thức khác, ví dụ như là CPL hoặc là CPS gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái tiếp theo đó là tại Việt Nam. Nhất là có một số nét để bạn có thể tham khảo tại Việt Nam, ví dụ như là nét về Flex ha, hoặc là về Ecomobi đó. Tại Việt Nam thì nó có 2 cái nét này để chạy về những sản phẩm CPO. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về một số cái chuẩn bị ha, một số cái chuẩn bị nè đó, chuẩn bị cái gì nữa. Rồi nói về một số cái chuẩn bị đó, chuẩn bị để làm ha. Rồi đầu tiên là bạn cần có, thứ nhất là một là có kênh YouTube ha. Trong cái series này thì mình sẽ làm từng bước luôn, ví dụ như bạn chưa rành về YouTube thì mình sẽ làm từng bước luôn để cho bạn biết, hoặc là không biết thì vẫn có thể làm được. Thứ hai là phải có một trang web hoặc là blog cũng được nha, nếu có tiền thì đầu tư làm web, còn không có tiền thì làm cái blog, sau đó mình chọn cái tên miền vào. Thứ ba là phải có một cái fanpage đó, hoặc là một cái group, còn nếu mà không luôn á đó Còn nếu mà không có làm trên fanpage hoặc group đó, thì có thể là làm trên là profile cá nhân ha, tức là trên trang cá nhân của mình á, mình có thể share. Rồi ngoài ra thì bạn có thể là kết hợp với ví dụ như là Zalo nè, đấy, rồi Instagram nè, đấy, rồi vân vân ha. Chủ yếu là mình đi backlink, chủ yếu là mình đi backlink thôi, backlink cho cái kênh YouTube. Rồi thì đó là một số cái chuẩn bị như vậy. Rồi về cái series này á, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách ha, mình nói luôn về hướng dẫn ha, về series nè, hướng dẫn gồm có thứ nhất là tạo kênh YouTube nó chuẩn SEO ha, chuẩn SEO là theo ý của mình ha. Còn ví dụ như bạn SEO về giỏi YouTube thì mình không dám ha, về cách của mình làm SEO YouTube như thế nào thôi. Rồi thứ hai là tạo một trang web hoặc là blog đấy. Rồi thứ ba là tạo một trang fanpage ha. Rồi bởi vì fanpage mới chạy quảng cáo được, cái này mình sẽ chạy quảng cáo luôn ha. Đó, mình phải đầu tư một xíu tiền. Đó là cái phần thứ ba. Thì nếu mà có tiền thì mình sẽ đầu tư thêm về chạy quảng cáo, còn không có tiền thì thôi, mình sẽ làm hình thức là mình siêng hơn. Rồi đó là cái hình về series này. Rồi về làm YouTube á, thì mình có một số cái cách như sau. Ví dụ như là nếu mà bạn có giọng tốt á, thì bạn sẽ tự đọc nha, đó, tự đọc văn bản đó. Hoặc là thứ hai á, nếu mà bạn không có giọng tốt để bạn đọc á, thì bạn có thể là làm slide đó, slide ảnh đó, làm slide ảnh để chạy. Rồi làm slide ảnh rồi chữ chạy đấy. Rồi thứ ba thì nếu mà bạn không có thời gian để làm slide ảnh và chữ chạy luôn đó, thì mình sẽ dùng là tool đã, tool đọc văn bản đấy. Rồi về cái cách tiếp theo nữa là nếu mà bạn không có thời gian bạn làm như vậy luôn á, thì bạn sẽ đi thuê ha. Mình sẽ có một số cái dịch vụ để cho bạn thuê, thì thuê nó giá rất là tốt thôi. Rồi đó là xong cái phần mà mở đầu cho một cái series hướng dẫn kiếm tiền YouTube với tiếp thị liên kết bằng hình thức là chạy quảng bằng hình thức CPO. Rồi thì ngoài ra thì ở dưới cái mô tả video này mình sẽ có một cái group riêng về hỗ trợ cho bạn trong cái quá trình làm như thế nào, và đây là hoàn toàn miễn phí thôi. Thì nếu mà bạn cảm thấy hữu ích thì bạn có thể là click vào group để tham gia cùng mình. Rồi thì clip kết thúc tại đây. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nha.